tướng Iran. Các bạn đang nghe tin tại báo nói az.com. Tehran có thể đánh chìm tàu chiến Mỹ bằng vũ khí bí mật. Một tướng quân đội Iran cảnh báo rằng, nếu Mỹ có hành động sai lầm, Tehran sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí bí mật để đánh chìm tàu chiến của Washington tại Vịnh Ba Tư. Hãng tin Mizan của Iran dẫn phát biểu ngày 25 tháng 5 của cố vấn của Bộ Chỉ huy quân sự Iran, tướng Morteza Bani, cho biết Tehran có thể đánh chìm tàu chiến Mỹ điều tới vùng vịnh bằng tên lửa và vũ khí bí mật. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ngày 24 tháng 5 cho hay họ sẽ điều thêm 1.500 quân nhân và khí tài tới Trung Đông nhằm tăng cường khả năng phòng vệ với các vụ tấn công tiềm tàng của lực lượng vệ binh cách mạng quốc gia Iran, IRGF. Washington đã cáo buộc IRGF thực hiện vụ tấn công tàu chở dầu ngoài khơi UE và Tehran đã mạnh mẽ bác bỏ tuyên bố này. Mỹ đang điều hai tàu chiến tới khu vực. Nếu họ thực hiện hành vi thiếu sáng suốt dù là nhỏ nhất, chúng tôi sẽ đánh chìm những tàu này cùng thủy thủ đoàn và máy bay xuống đáy đại dương bằng hai tên lửa và hai vũ khí bí mật, ông Bani nói. Tuy nhiên, quan chức này không hé lộ thêm thông tin chi tiết về tên lửa hai vũ khí bí mật mà ông nhắc tới. Tuyên bố này có thể đổ thêm dầu vào lửa trong căng thẳng Mỹ và Iran trong thời gian qua. Hai quốc gia đã cảnh báo lẫn nhau hậu quả nghiêm trọng nếu bên nào có hành động gây nguy hiểm tới lợi ích của nhau. Năm ngoái, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vì cho rằng đây là thỏa thuận một chiều, lẽ ra không nên tồn tại và gây bất lợi cho Washington. Sau đó, chính quyền Mỹ đã liên tiếp giáng các đòn trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ chủ lực của Iran với mục tiêu gây áp lực tối đa lên nền kinh tế của Tehran. Trong tháng qua, Mỹ đã đưa nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và phi đội máy bay ném bom, tổ hợp phòng không Patriot tới khu vực nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Iran. Đáp trả, Iran tuyên bố dừng một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. Tehran cũng cảnh báo sẽ không bao giờ khuất phục trước Mỹ và sẽ không đàm phán chừng nào không được tôn trọng. Hãy nhấp follow để theo dõi những tin tức mới nhất trên báo nói az.com. Đức Hoàng, theo Sở Quốc Nick.